Xin chào tất cả quý vị và các bạn yêu loa kèn Antec Vintage. Hôm nay tôi mới về được một cặp loa Antec 19. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Tôi đã kiểm tra, rà soát và bảo dưỡng lại tất cả các củ kèn. Và hôm nay tôi đang khui cái ruột nó ra để cho các bạn mục sở thị ruột gan của cặp Antec 19 mới về này. Và đây. Đây là cặp bát. Đó, cặp bát các bạn nhé. Đó, cặp bát. Bát của cặp bát là loa Antec 19 này thì đúng là bát vẫn là bát 416-8B. Đó, 416-8B. Đây. Các bạn nhìn này. Đó. 416-8B. Đó. Đó, bát 16 inch. Đó. Đây các bạn nhìn về phần xương của nó nhá, rất đẹp. Đó. Đó các bạn cứ nhìn kỹ đi, xem kỹ đi. Đó. Đó, phần xương của nó đấy. Đấy, chiếc một đấy. Đấy. Đều công ty Nhật Bản phân phối. Đấy, cái tem công ty Nhật Bản phân phối này. Đó, bên này cũng vậy này. Đó. Đó. Bên này cái hai này. Các bạn cứ xem kỹ nha, loa rất đẹp. Đấy, gân xuyên sáng, gân zin. Cái màng loa bát này là màng zin của Antec. Bát 416-8B là số series của nó là 21184-4. Được đóng dọc nhé, không phải đóng ngang. Đóng dọc theo cổ loa đấy. Đấy, số màng của hai bên là 21184-4 các bạn nhé. Đó. Tôi sẽ có ảnh chụp riêng cho nó và nếu bạn nào quan tâm tôi sẽ gửi đến Zalo đây. Đây cái mà số màng, số series của loa bát đây. Đây này. Hơi khó nhìn đấy. Chưa thấy nó đâu cả. Không phải, các bạn nhìn cái số series của nó nha. Tôi sẽ tìm xem nó ở đâu nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây nha. 21184-4 được đóng dọc này. Đóng dọc theo cổ loa nhé. Đó. Đó, 21184-4 đấy các bạn nhìn kỹ nhé. Đó, đấy một chiếc này. Đó. Còn chiếc bên này. Đây, cái này dễ nhìn hơn ở bên ngoài. Đó, các bạn nhìn này, 21184-4 này. Đó, 21184-4. Bao zin toàn tập các bạn nhé. Tôi đã kiểm tra và test củ kèn của kiếp tôi đã bảo dưỡng hết rồi. Đó, đây là nói về cặp bát. Đó. Và bây giờ tôi sẽ lật cái cặp bát lên. Lật cặp bát lên để các bạn xem màng của nó nha. Đó. Và tôi mục sở thị cho các bạn xem bộ ruột và cặp loa Antec 19. Đó. Đó. Đó các bạn nhé. Antec 19 dùng bát 416-8B. Đó. Bát 416-8B là nó phải có dâu. Đó các bạn nhìn này, bắt buộc là phải có dâu. Đó. Đó, chiếc một đấy, gân đấy, gân xuyên sáng, các bạn nhìn thấy xuyên sáng chưa? Nếu có ánh sáng vào nó sẽ xuyên ở dưới lên này. Đấy, cái tay tôi sờ này, đó. Rất mỏng, rất ngon, ấn rất nhạy. Đó. Đó, các bạn nhìn kỹ nhá. Đó. Nón loa đẹp phẳng căng. Màng loa gai sần đanh. Đó, thấy không? Đấy led lại. Gai sần đanh nha. Đó, 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 đó. Đó, gân loa đây. Vẫn bụi bẩn. Đó, tôi chỉ vệ sinh qua. Đó. Đó, đó là phần loa bát. Đó. Đây là cái vết hằn hằn bẩn bẩn đấy. Hằn bẩn bẩn đấy. Đấy, nhìn này, đấy, bạn nhìn này, đỡ này, thấy không? Đó. Đó, đấy là chiếc 1 này, chiếc 2 này. Đó. Hai nón này. Đấy, bắt buộc là phải có dâu các bạn nhé. Đấy.
Vân nè. Múc xì theo năm tháng nha, gần zin phẳng đét, không nhăn nhúm tí nào cả. Nói chung cặp này cũng là được. Đó, và đặc trưng của cặp bát 41698B này là bần bản rộng. Đấy. Đây là nút lớp bần này, lớp bần đen ấn nún nún này. Và bản rất rộng. Đấy. Bản rộng. Đó. Nó gọi là bát 40. Đó, đây là riêng về cặp bát của cặp loa Antech 19 này. Đó, thế bây giờ tôi bắt đầu tôi đặt cái máy xuống. Đó. Và tôi tháo cái căng này ra các bạn xem nha. Đó. Đấy, và tôi bắt đầu tôi tháo cái căng ra nha. Tôi đậy cái nắp bát này nè. Rất nguy hiểm. Đó, tôi tháo cái căng này ra. Đó, các bạn thấy không? Trước mặt các bạn là một bộ loa Antech 19, tôi đã phanh hết ruột ra để cho các bạn mục sở thị cái nội thất của nó, xem nó đẹp hay nó xấu. Đó, thì vừa xong tôi đã test, tôi đã review cho các bạn xem cặp loa bát rồi. Thì bây giờ đến lượt là thùng nhá, thùng và củ kèn nhá. Đó. Đó. Vẫn là phân tần 19 chỉnh 2 cấp độ. Đây, phân tần chỉnh 2 cấp độ. À, volume chỉnh rất ngọt ngào. Chỉnh rất ngọt ngào luôn. Đấy, và đây là búi dây. Búi dây từ phân tần ra chia cho loa bát và loa kèn. Đấy, bông gòn hồng rực nhé. À, bông gòn hồng rực này. Đó, các bạn thấy không? Đó. 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 Đấy, bông gòn hồng rực luôn. Rất thơm. Đó. 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 Nhà nó chật quá nên ra là kê hai chiếc này thẳng hàng nhau không vừa. Nên bắt buộc là tôi phải để nó lệch nhau nên ra một cái nó hơi lấp phía sau, nó hơi tối. Đấy, các bạn thấy không? Hơi tối nên ra nhìn nó hơi không rõ lắm. Đó, đó, đấy là phần mặt tiền này. Đây phần mặt tiền thì từng cái một này. Đó. Đó. Phân tần 19 chỉnh 2 cấp độ. Đó, thùng vàng rất đẹp nhá. Đó. Đó. Đó, thùng đấy. Đó, quay rất kỹ càng cho các bạn xem. Đó. Phân tần này, phân tần nó tương tự như phân tần 1201-8A, nó cắt tần 1200 hẹt đấy. Đó, đó, thế bây giờ quay bên phần sườn, phần nóc này. Phần nóc này. Đó, bạn nhìn thấy không? Đó, nóc đấy. Đó. 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 Hết lấc luôn. Có như nào tôi quay rõ ràng cho các bạn xem như vậy nhé. Không không ào ào. Đấy, các bạn xem để các bạn tính toán, các bạn cân nhắc. Đấy, các bạn thấy ưng ý thì các bạn liên hệ với tôi. Đó. Đó, về phần thùng bông gòn rất đẹp. Hồng rực luôn. Đó. Đó. Đó, đây phần phần sườn này. Phần sườn này. Đó.
sườn đấy. Đấy, còn kèn là kèn 811B. Kèn 811B là 4 cửa thoát. 811B đấy, các bạn nhìn 811B chưa? Đó. Đó, củ kèn này là củ kèn 802 chữ 8G. Đấy, là tôi mở sẵn, tôi đã mở sẵn để các bạn xem diaphragm của nó. Đó. Đấy. À, đây là kèn 811. Đó, 811B đấy. Đó. Đó, bây giờ tôi quay cái diaphragm của củ kèn cho các bạn xem nhé. Đây, củ kèn rất to. Củ kèn này là củ kèn một trong những cặp củ kèn lớn nhất của A7. Là có cái từ lực là 15.250 gâu. Diaphragm là diaphragm đế dày viền xéo là 1 zin các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn diaphragm đẹp chưa? Đó. Đây. Đó, lớp bông lót nắt đít lưng. Đó. Đó. Đấy, mốc xì nhá. Mốc xì này. Đó, diaphragm mốc xì. Đấy, các bạn nhìn theo. Đấy, rõ chưa? Diaphragm đế dày viền xéo là 1 nhá. Ở bên này đây này. Đấy, đây cũng là những cặp củ. Một trong những cặp củ lớn nhất trong dòng 1 inch. Từ lực 15.000 250 gấu rất to, sần sần. Đó, nằm lưng đây. Đó. Đó. Đấy, bông nót đây. Đấy, diaphragm đây. Gram zin các bạn nhé. Diaphragm zin đấy về dày viền xéo là 1. Đấy, cái diaphragm quý là quý ở cái diaphragm này. Hay hay không ở cái diaphragm này. Thì tôi đã bảo dưỡng và căn chỉnh lại cho chất âm nó được như lúc ban đầu. Nên ra là về những cặp này, về tôi đã kiểm tra, giả soát lại. Nó có gì sự gì thay đổi gì trước đây tôi đã cho về nguyên bản, nhưng mà gần như là cơ bản nó nguyên bản hết, và tôi đã kiểm tra test thì chất âm nó tuyệt vời luôn, bởi vì là đã bảo dưỡng lại rồi thì rất nó rất hay. Còn nếu mà về nghe hay nghe luôn thì không hay đâu, bắt buộc là phải bảo dưỡng nhé các bạn nhé. Đấy, thùng lưng này, thùng lưng này. Đấy, thùng lưng trước một này, nguyên check trong này. Đó, nói chung về cơ bản thùng này thì rất đẹp, bởi vì là các bạn thông cảm là tất cả những cái đồ này nó cũng đã 45 năm rồi, 40 45 năm rồi, gần 50 năm rồi, thì tất cả những cái gỗ, phần gỗ này qua thời gian ấy là nó cũng đã mốc, nó cũng đã bạc, nó bợt hết đi rồi. Bắt buộc tôi về phải đi thuê đánh việc ly lại nhá, thùng là phải đi đánh việc ly lại nhá. Còn nói với các bạn nào là loa của tôi zin tôi chưa đánh việc ly lại là lái sai. Đấy, gần như để ưng ý vào mắt thì tất cả phải đi làm việc ly lại hết thì nó mới đẹp, mới ưng ý được. Đó đó đó, thùng hai bên đấy. Đó, chứ còn bảo là loa của tôi là loa zin tôi chưa làm cái gì thì các bạn nói sai. Đấy, phải đúng chuẩn của nó là như vậy. Muốn ưng ý vào mắt thì phải vét đi lại, xoa lại một lượt và vét đi lại thì mới ưng ý vào mắt được. Còn cơ bản nó là thùng zin đây, các lớp đề xi của nó, lớp lạng gỗ của nó vẫn zin nguyên bản thì là không phải nghĩ gì cả. Đấy, tôi đã kiểm tra giả soát lại tất cả thì các bạn chỉ việc chơi thôi. Đó đó đó, rất đẹp, đáy điếc rồi người ta đã làm lại nướt lại vét ly rồi thì rất chi là đẹp luôn, từ trên xuống dưới để thùng các bạn không phải nghĩ một cái gì cả. Đó 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 đó, đó. Đây, củ kèn đây. Đấy, kèn đấy, kèn củ đấy, lóc đấy. Đấy, các bạn xem kỹ. Đấy, tôi quay để nguyên cho các bạn nhìn. Đấy, diaphragm đấy. Đấy, đấy, nắp đây. Đó, tất cả như thế nào, video như thế nào thì loa sẽ là như vậy, các bạn sẽ nhận được như vậy nhé. Đó đó đó, thế nên ra là đợt này hàng về thì cũng khó, nên ra là cũng ít khan hiếm. Covid bên nước ngoài gần như không có hàng mà mua. Cái cặp này tôi mua cũng lâu lắm rồi đấy, và bây giờ mới về được. Tức là tôi mua cách đây khoảng tầm 4 tháng rồi đấy, đấy mới về được. Mà bây giờ mua về đến đây vận chuyển một thứ về rất cao, rất chi là cao, làm lưu kho tồn kho ở các nơi về rất chi là lâu, mãi mới về được một cặp loa như vậy. Đó, rất quý hiếm đó. Nên giá thành bây giờ các bạn thông cảm là giá nó cũng cao hơn ngày xưa một ít đấy. Thực ra là mua thì cao hơn rất nhiều, nhưng mà bán thì không được cao hơn là bao nhiêu cả. Đó các bạn nhìn nhé, đó đó là một cặp. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó đó đó,
mua thì rất cao, so lên mua không mua cao thì không có hàng. Đó, thế bắt buộc là phải mua, mua thì mà bán thì bây giờ ở trong nước nhà mình ra vẫn chưa quen với cái giá. Nhưng các bạn thừa biết rồi, bây giờ giá cả mọi thứ đều leo thang. Tuy Covid thì cứ kêu là khó khăn mà làm ăn thì thực sự là khó khăn. Ai cũng kêu khó khăn nhưng mà giá cả các bạn thấy cái gì cũng lên. Đấy, không có cái gì là ổn định giá từ ngày xưa cả. Đấy, cái gì cũng lên từ cái nhỏ nhất. Đấy, nó phụ thuộc vào nguồn hàng đầu vào nó không có. Nên bắt buộc là giá sản phẩm nó phải lên. Đấy, nên là các bạn thông cảm. Đó. Rất đẹp, nói chung là về thùng thì rất đẹp luôn, không phải nghĩ về e căng cũng vậy, e căng thì cũng cực kỳ đẹp luôn, e căng này cực kỳ đẹp luôn. Đó. 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 Đó thì hôm nay tôi mở ruột và review cho các bạn mục sở thị cặp Antech 19 mới về, gồm có cũ cặp bát và củ kèn và thùng và phân tần của nó rất phức tạp. Nó đã được tôi bảo dưỡng căn chỉnh để cho nó cái chất âm nó về đúng lúc ban đầu, nhất là cái củ kèn về nó hay bị sai lệch nhiều thì bắt buộc của tôi về tôi phải bảo dưỡng cả củ kèn. Đấy, để cho nó tiếng nó tơi xốp, giải cao được gọn gàng ngọt ngào. Đó. Đó. Đấy, cặp Antech 19 thì nhiều các bạn đã biết rồi. Đấy thì thông số như thế nào thì các bạn có thể review trên Google cho nó khách quan. Đấy, còn loa của tôi thì nó là như vậy. Đấy. Đó, 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 đó. Ok. Bây giờ là đến phút thứ 18 rồi. Tôi sẽ có một cái bài test âm thanh của nó cho các bạn xem sau. Và bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi để ở đấy, tôi để ở dưới ở mục giới thiệu và số Zalo, và tôi có đường link ở trên phố mua bán và Facebook. Các bạn có thể kết nối với trên shop phố mua bán hoặc Facebook để liên hệ với tôi, cần trao đổi gì hoặc là mua bán gì hoặc là cần gửi ảnh thông tin như nào tôi sẽ gửi ảnh cho các bạn để các bạn tham khảo. Cảm ơn rất nhiều. Đây là và cái cặp này, và quên mất cái giá cặp này thì bây giờ nó về nó cao như này là tôi bán 82 triệu các bạn nhé. Thực ra không cao hơn ngày xưa, vẫn như giá ngày xưa thôi, 82 triệu các bạn nhé. Loa, một cặp loa Antech 19 đẹp với cái thời điểm Covid khó khăn, hàng về khó khăn như vậy là tôi bán 82 triệu cặp này. Đấy, các bạn cân nhắc. Nếu bạn nào có nhà ý quan tâm thì hãy liên hệ tôi theo số điện thoại hoặc số Zalo ở dưới. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Các bạn thấy kênh của tôi có hữu ích mà yêu mến thì các bạn nhớ đăng ký kênh để có bài mới các bạn được xem kịp thời nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trân trọng, xin chào các bạn.